Ê, bây giờ là bắt đầu là chuẩn bị rồi đó, đông người ra để phục vụ rồi đó. Bây giờ mới bắt đầu là làm lễ xong rồi đó. Lễ xong thì sẽ có rất là đông người ra để phục vụ ha. Mình thấy ở đây nó cũng không áp lực bởi lắm, bởi vì cái lượng người tới đây ăn thì rõ hình như là cũng chưa đông, nó không đông như ở bên bên kia rồi. Rồi ủa vậy là ai ai ăn mì gì là tự lại chọn luôn. Ồ hay nha, chỗ này cũng hay. Bởi vì có rất là nhiều loại mì nè, ví dụ nha, mì mì cake nè, gạo đỏ nè, rất là rồi nhiều cho nên là cứ lại chọn rồi người ta sẽ đưa cho ráng. Ồ. Hay quá. Quà ha. Wow. À. Từ cái ý tưởng từ đâu mà tự nhiên mình có cái là mì do gõ, mì gõ không đồng rồi bánh mì cho cái 2.000 chăng? này là ý tưởng của cha sở của chị, sở của cô ngài thấy là giữa cái trung tâm thành phố này nó đồ đang nó mất mỏ quá, dạng lao động thì cũng có, cho nên là ngài thấy như một tô phở đổ đây 5 phút 1.000, Dạ. cho nên là ngài bày ra cái xe này là để cho những các em mà nó lỡ đường đó, sinh viên hay là các anh chị rác rồi đó, khách lao động về chưa về tới nhà có bữa ăn ấm dạ, sau về nhà càng ngày nó là càng đông. Dạ xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình mới phát hiện ra một cái chỗ này phục vụ mì gõ không đồng cả tuần luôn ha, từ thứ hai cho tới thứ năm hàng tuần, từ 19:30 cho tới 21 giờ. Ở đây là nhà thờ Mạc Ti Nho, nằm ở số 16A Nguyễn Thị Minh Khai, phường La Cao, quận Nhất. Đây mọi người, nếu nói cái nhà thờ Mạc Ti Nho thì mọi người sẽ không hình dung ra, nhưng mà cái dàn mà cái nước này, cái nước mà có cái dây mớp mà một thời gian mà nổi rất là nổi trên mạng xã hội là của nhà thờ, trước cái nhà thờ Mạc Ti Nho ha. Người ta cũng đã làm luôn. Ở đây nó có để ly nè, ly sạch, ly dơ, để ai mà uống xong là bỏ ly vô hướng này ha. Bởi vì mỗi người dùng một ly, người ta để hẳn một cái ly, một cái sọt ly cho đây luôn ha. Đó. Ai uống nước một thời gian khoảng mấy tuần á, là cái nước đá này, nước đá phục vụ miễn phí ra nó rất là nổi tiếng này. Bây giờ 7 giờ tối, 7:15 rồi, rất là nhiều người chờ để ăn cái mì gõ không đồng. Đây người thấy không, ngồi rất là đông ha. Ở đây nó có một cái vài cái cao slogan để mà bạn chưa ăn tối mà trong túi còn ít tiền đừng lo, mời bạn đến với nhà thờ Mạc Ti Nho, dùng tô mì không đồng nhé, thời gian phục vụ từ 19:30 đến 21 giờ, thứ hai đến thứ năm hàng tuần, hàng phục vụ này đó. Giáo xứ Sài Gòn chợ quán, giáo xứ Mạc Ti Nho. Đây là cái trong của bây giờ thì chưa ha, mới cái chuẩn bị đồ thôi, còn nữa là tới 19:30, bởi vì ở đây còn làm lễ xong á, rồi giờ bắt đầu mới hết làm lễ mới phục vụ nha. Đây đi đi ra phía này mọi người xem, mọi người rất là ngồi đây rất là nhiều đông này để mà chờ tới cái giờ phục vụ ăn mì gõ không đồng nữa. Đây này. Người ta bỏ xe ở trong đây này. Rồi. Cái mì gõ không đồng mà trên
vòng xoay Cống Quỳnh này, hoặc là trên đường mà Nguyễn Chí Thanh, thì chỉ có phục vụ 2 ngày trong tuần, có nghĩa là thứ sáu thì thứ bảy thôi. Chứ còn mà ở đây thì người ta phục vụ ngon như là cả tuần rồi đó. Cả tuần thì bởi vì những cái ngày cuối tuần là ở đây người ta làm lễ, người ta đi lễ đó, cho nên là chắc là không có phục vụ được, cho nên là người ta chỉ phục vụ từ thứ hai tới thứ năm mà thôi. Rồi bây giờ vô chuẩn bị xem công tác chuẩn bị rồi chuẩn bị phục vụ ha. Thì rất nhiều người ở tới để chờ tới cái giờ đang ra bữa tối. Đi qua cái quầy nước này tưởng là người ta trang trí cái hoa giả, té ra là hai cái dây mướp thật ha, hai cái dây mướp thật chứ không phải là giả nữa. Cái ngày nắng nóng như vậy mà đi ra ngoài đường gặp những cái chỗ nước mà làm cái kỹ lưỡng như vậy là rất là nhiều người ở ghé đây uống ha. Đây ngay chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai, cái đoạn Nguyễn Thị Minh Khai giao với Nguyễn Bình Khiêm á. Không phải Nguyễn Bình Khiêm mà người ở Đinh Tiên Hoàng á. Đinh Tiên Hoàng thì xích lên trên cái đài truyền hình một xíu đó, thì cho mọi người dễ nhận diện khi mà đi tới cái nhà thờ này ha. Đây bây giờ cái tủ mì bắt đầu đưa ra rồi đây. Thì ở đây á, buổi sáng là vào 6:30 này thì có bán bánh mì cho học sinh sinh viên khó khăn có giá là 20.000, còn buổi tối thì có mì gõ 0 đồng. Bây giờ thì còn vài phút nữa là 7:30 rồi, cho nên là đẩy cái tủ ra rồi chuẩn bị ha, chuẩn bị phục vụ thôi. Cái mì thì bắt đầu vô rồi đó. Wow, chạy nhanh dễ sợ luôn. Xếp hàng ha. Chạy nhanh dễ sợ đó. Xếp hàng mọi người ạ. Sao thấy có bàn ghế xếp tùm lum ở đó là phải xếp hàng ta, cũng là lạ ha. Xếp hàng dài luôn. Sao có bàn ghế như đó nhiều mà sao lại xếp hàng thì không hiểu nữa. Nhưng mà để coi phục vụ như thế nào thôi. Đây là hai cái nồi nước người ta đun sôi chuẩn bị nè. Đây có cái dàn cà tím nữa nè. Dàn cà tím ha. Bên đây cũng làm ta cũng thấy hay là một xíu thì cũng hay. Nhưng mà cái cách làm cái kiểu này nè, ít người cho đông quá thì cũng làm không nổi, kiểu này. Nhưng mà được một cái là ở đây không áp lực lắm, bởi vì nhìn thấy thì cũng khoảng đi nha. Chừng vài chục người rồi. Đó. Hay ha. Giáo sứ Mạc Tuy Nho nhiều người, từ thứ hai cho tới thứ năm 19:30 là bắt đầu phục vụ, biết tới 9:00 tối. Đây những cái tô mì đầu tiên ra đây. Ủa thơm quá trời luôn. Ở phía đây cũng bố trí bàn ha, phía ngoài có vỉa hè còn bố trí bàn. Đây đi xịt lại cái khu này để mọi người xem. Đây, xịt qua đây coi. Wow, có giá, có hành, có chả. Như vậy là cái quy trình như thế này là xếp hàng ha, xếp hàng rồi cứ lần lượt và cứ một nhóm này tới thì sẽ chọn ăn cái mì gì, sẽ có cái tô, bé gái kia sẽ có đưa cho một cái tô và ăn một gói hay là hai gói thì sẽ lấy luôn. Sau khi đó thì ra đây thì ở cái phần cắt mì ở đây là bỏ cái này, giá rồi chả. Đã chả rồi bắt đầu lại đi chế nước là ăn thôi.
ba lát chả. Cô ăn nhiều không? Dạ. Cô ăn gì? Thôi người ta đang quay được. Cô ăn gì? Cô ăn đi. Quả cái tô là một gói mì là hai lát chả. Còn cái tô à dạ cho là thấy có cái là hai miếng, có cái là ba miếng. Thế là vậy, hai giắc mì là ba miếng chả. Nhìn đã chứ mọi người. Thường phụ nữ mình thấy ăn chừng một giắc mì là đủ. Thấy có nam ăn nhiều ha. Đây là cái khu vực lấy nước sôi nè. Được cái ở đây có cái đèn này nó sáng ghê luôn đó. Wow. Hấp dẫn chứ. Kìa kìa, xếp hàng chỗ đây nè mọi người. Đây được cái là cái đĩa hai bóng điện chỗ đây nó sáng đẹp quá trời luôn. Được cái mọi người nhìn ha, rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ nha. Cái mì gõ không đồng này mình làm được lâu chưa cô? Năm ngoái này. Từ năm 2023 ha. Đây là cái không gian mà thưởng thức những cái tô mì gõ không đồng ở giáo xứ Mạc Thị Nho. Rất là lịch sự đó ha. Hơn những cái quán luôn đó. Được một cái ở giáo xứ này đi, nhà thờ thì có cái không gian người ta bày những cái bàn ấy. Rất là lịch sự rồi. Mình vô trong phía trong cho mọi người xem à, phải xếp hàng qua ha. Wow. À. Quá chi là lịch sự luôn mọi người, nhìn bàn ghế rất là sạch sẽ ha. Không gian thưởng thức những cái tô mì cực kỳ sạch sẽ luôn. Đây. Không quá áp lực, không quá đông đảo như là ở vòng xoay Công Quỳnh hay là Nguyễn Duy Thanh. Bàn ghế đàng hoàng, mọi người ăn tô mì rất là thư thái ha. Ví dụ như bàn này vẫn còn trống nè, mấy bàn dưới này vẫn còn trống nhiều luôn đó.
Wow, thơm quá trời luôn, mì à, mì quá thơm luôn. Đây vẫn còn trống nhiều ha. Đây nếu mà không ngồi ở ở phía trong thì ở ngoài đây cũng bố trí một hai cái bàn nữa nè, ba cái bàn. Chính vì nhiều loại mì, ảo hảo nè, mini cake nè, ba miền nè, rồi cho nên là ai ăn cái mì nào á thì vô chọn mì đó. Bạn quay số. Ăn mì gì? Mì hai tôm à? Ăn mì hai tôm. Mì hai tôm, ông ăn mì hai tôm. Ăn mấy gói? Một gói thôi ha. Không nghèo quá, mai mốt không có ăn. Ăn nhiều. Hát ngoài. Đó, tới cái lượt này là coi như là hết rồi. Cứ mỗi lần lên là cho lên 3 người. Nhưng mà thật là ở kia thì còn có 2 người à. Tính ra là ở đây cũng không áp lực gì lắm ha. Chừng vài chục người thôi. Không có bị chen lớn mà phát hàng chạy cho nó có thứ tự đàng hoàng. À, đúng rồi, phải thứ tự đàng hoàng. Phải cho nó có thứ tự. Dạ, làm vậy là quá chất lượng luôn đó. Đúng rồi, không có bị dính bận ai không thì cho thoải mái một chút. Dạ, làm quá tuyệt vời luôn đó. Phải chấp hàng chân tự vô chứ không có để cho họ vô ồn quá. Dạ, hay quá. À, tới cái lượt hai bé này nữa là coi như là hết cái lượt đầu rồi đó. Còn nữa ai đi sau thì cứ tế vô thôi chứ cũng không áp lực nhiều. Mình thấy ở đây hay á, một cái không gian nó rộng, sạch sẽ và biết sao không đông thường đó, cho nên là không có áp lực lắm, cứ từ từ làm vậy thôi. Nè nha, từ tốn. Đây, hôm nay là khu cắt mì. Đây là có hết tất cả bao nhiêu loại mì em? 4-5 loại vậy đó hả? Tại sao nó có nhiều loại dữ vậy? ủng hộ cái nào thì có cái nấy ha. Bởi vì có rất nhiều loại mì luôn mọi người. Vậy là mì kokumi đây là được một gói thôi. Hai em, kokumi đây là được một gói thôi ha. Một gói kèm theo cái gói khác. Có nghĩa là tùy theo loại mì ha, nó có cái rồi, hết rồi rồi. Hai gói một gói 90 đấy, một gói qua tại hai gói là hai gói lớn rồi. Kokumi kèm theo một cái gấu đỏ. Đấy là gấu màu đỏ đó. Dạ. Gói màu đỏ. Gói à. Không bị ăn. Dứa này.
giờ là 7:45, là coi như là sau khoảng 15 phút phát thì đã hết rồi. Hết rồi, không còn ai xếp hàng đây nữa, coi như là vô trong người ăn hết rồi. Đó. Bây giờ là những cô phục vụ này, đó, ngồi rất là thảnh thơi ha, không có áp lực ở chỗ này không có áp lực, mặc dù là phục vụ mì gõ khóc đồng á là từ hồi đâu qua giữa năm 2023 ha, biết tới bây giờ nhưng mà ở đây không đông, có vẻ là chưa có nhiều người biết tới cái điểm này thì phải, cho nên là không đông như ở bên vòng xoay Cống Quỳnh hay là ở Nguyễn Chí Thanh, đông khủng khiếp luôn. Từ bên đó thì từ lúc khoảng 300-400 bây giờ lên tới 600, hơn 600 rồi, vẫn buộc không kịp hết. Đó. Đây là rất là nhẹ nhàng ha. Sau khi ăn xong thì người ta sẽ đem chén ra đây, tô ra đây để đây. Tí nữa sẽ có người dọn ha. Cô ơi, cháu cảm ơn. Cảm ơn, rất là dễ thương kìa. Dễ thương chưa? Một gói. Bán vé số này, chạy xe ôm, nói chung là nhiều lắm anh ơi. Người rất là dễ thương ha, người ta ăn là dọn dẹp luôn. Rồi tí nữa cả cái khu ra là sẽ có người hôm nay thì mình sẽ sáng bánh mì 2000 người ghé đây để quay chia sẻ mọi người coi là bánh mì 2000 cho học sinh sinh viên khó khăn như thế nào ha. Tại cái top đây là cái nhóm thứ hai rồi đó. Nói chung là cũng không đông lắm đâu. Cái đêm dài. Ủa mấy đứa, cái này hình như là tháng 9 tháng 10 gì năm ngoái phải không? Chào con. Cái này thì mỗi đêm mình thường phát khoảng bao nhiêu phần, mình chuẩn bị bao nhiêu phần để mà phục vụ? Có như là phục vụ từ 7 giờ đến 9 giờ không? Cứ vậy. Cứ vậy khoảng 300 tô. 300 phần mì. Thứ nhất là cứ phần hai gói thì nhiều ấy. Mì thì nó nhiều lắm. Dạ. Mì thì đầu tiên như là cho ăn no, cứ hai gói một tô. Chủ yếu là cho người ta ăn no. Nhưng mà không có giá, ví dụ như người ta ăn nhiều, ví dụ như cho người ta hai gói mà người ta ăn nữa thì cho nữa chứ không có bỏ dồn nữa. Dạ. Cái này là từ thứ hai cho tới thứ năm. Hồi trong Tết đó là thứ hai tới thứ sáu, nhưng mà sau này lực lượng là không có, cho nên để nghỉ ngơi, mình làm lâu dài đó, nên là để cho các chị nghỉ ngơi là thứ hai tới thứ năm, vì buổi sáng còn cái bánh mì 2000 của học sinh sinh viên nữa. Cái bánh mì 2000 đó là sáng mình làm luôn. Nhưng mà cái bánh mì 2000 đó thì bán cả tuần không, như là cái bán từ thứ hai tới thứ sáu. Thứ hai thứ sáu nữa.
Nếu mà ngoài học sinh sinh viên khó khăn thì còn bán lại thì sao? Sắp tới thì vẫn bán thôi, nhưng mà ưu tiên cho học sinh sinh viên nhiều hơn. Còn nếu mà khách qua đường mà họ ghé thì mình vẫn bán thôi, chủ yếu là mình phục vụ mà. Cái bánh mì đó là bánh mì mặn hay là bánh mì chay? Bánh mì mặn, thịt chả, xi mại, trứng ốp la, bánh mì mặn. Từ cái ý tưởng từ đâu mà tự nhiên mình là có cái mì gõ mì gõ không đồng rồi bánh mì cho 2.000 chứ. Cái này là ý tưởng của cha sở của chị. Sở của cô ngài thấy là giữa cái trung tâm thành phố này nó đồ ăn nấm mỏ quá, dạng lao động thì cũng có, cho nên là ngài thấy như một tô phở đổ đây 5 phút 1.000. Dạ. Nên là ngài bày ra cái xe này là để cho những các em mà nó lỡ đường đó, viên hay là các anh chị rác rồi đó, khách lao động về chưa về tới nhà có bữa ăn ấm dạ, sau về nhà càng ngày nó là càng đông. Những cái tháng đầu á thì khi mà chưa nhiều người biết tới cái hoạt động của mình á thì một ngày khoảng 100 mấy. Dạ, 100 mấy thôi. 100 mấy à. Nhưng khoảng chừng 1 tháng sau là bắt đầu nó đổ dài ra là nó nhiều luôn. Bây giờ là khoảng 300 rồi. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Rồi, chúc cho có hoạt động của mình sẽ kéo dài để mà giúp cho những người khó khăn, những người mà có nhà đi qua đường có những cái bữa tối như vậy rất là ý nghĩa. Có bữa thì bò, có bữa thì gà. Có bữa bò viên. Có nghĩa là mì gõ đây, mì gõ đây. Cái này là mì chứ không phải là mì gõ. À. Mì gõ. Nhưng mà thực phẩm thì có bữa thì chả, có bữa bò viên, được có bữa thì gà. Dạ, có bữa thì bò. À, nó thay đổi vậy đó. Bữa nay là chả. Nếu là đổi thì mình không có phải là dứt khoát, ví dụ ngày nào có cái gì thì mình tùy theo. Còn cái mì á thì do nhiều người họ đóng góp hay là sao, hay là tự mình tự thân vận động luôn? Trước đó thì bây giờ thì ai cho thì ai ủng hộ thì ngày đó nhận, còn không thì trước mắt thì ngày phải bỏ ra hết. Như là chả tiếp rồi vậy là mua như một mà ngày như vậy là gần, nếu mà chả thì gần 10 kg. Dạ. Còn nếu mà thịt gà thì khoảng hơn 20 kg. Nếu mà không có những người đồng hành thì chắc khó kéo dài được cái hoạt động ý nghĩa này. Cũng có người đóng góp thêm rồi, thì nói đúng ra thì cũng mỗi người hảo tâm một chút. Những cái bình trà đá miễn phí ngoài kia cũng của mình luôn ha. Như vậy là trà đá thì một ngày là như vậy là bắt trời hôm nay nắng thì lên tới 3 bao. Ba bao đá. Dữ ha. Còn nước là cha cho qua mấy lọc đàng hoàng, mấy lọc nước rồi mình tiếp nước liên tục tiếp á ha. Tục. Mới đủ chứ không tiếp là cái lượng đá vậy là nước ngày dữ như lắm. Vậy là một ngày như vậy là tính ra hẳn là phải cứ một bình 5 lít như vậy á, mà tính ra chắc cũng khoảng là 50 bình. Dữ ha. Nghĩ ra là một cái số lượng cũng khủng khiếp luôn rồi. Nhưng mà tội cho người ta lắm. Rồi trà thì cha cũng mất làm trà gừng. Cha cũng mất làm trà gừng để cho người ta uống cho nó vững bụng đó. Dữ ha, làm trà gừng đó. Chắc cũng khó có chỗ nào mà làm được cái kiểu đó lắm. Coi như là nước là qua mấy lọc, hệ thống mấy lọc hết. Dạ, cực kỳ kỹ lắm. Dạ, con cảm ơn nhiều ạ. Dạ. Cực kỳ sạch sẽ ha. Thấy thích ghê luôn á mọi người. Nhìn nó không đông, không đông cho nên là mọi người nhìn nó rất là nhẹ nhàng đó, cứ từ làm vậy thôi. Có cái không gian cho nó rất là sạch sẽ luôn. Những người ghé ở đây ăn cái mì gói đó, mì không đồng đó, thì cũng không quá đông. Một đêm mà phục vụ từ 7:30 cho tới 9 giờ tối mà chỉ khoảng 300. Hiện tại bây giờ còn những cái tháng đầu thì nó chỉ cũng 100, 150 thì mình thấy cũng chưa phải là đông lắm, cho nên là nó phải chưa áp được nhiều. Nhưng mà có được cái thì ở đây phục vụ coi như là cũng cả tuần luôn.
từ thứ hai tới thứ năm coi như hết rồi. Còn buổi sáng thì ở đây thì lại có cái bánh mì 2.000 cho học sinh sinh viên khó khăn nữa. Rồi có cái bình nước đá, bình trà đá miễn phí phía trước nữa, rất là nhiều hoạt động ha. Đó là nói trà đá, đó là thuộc trà gừng. Thì cô chia sẻ thì đó là trà gừng ha, làm rất là có tâm ghê luôn đó. Dạ. Nhiều người dùng xong cái tô mì rồi qua đây cảm ơn xong rồi mới đi, cũng khá là hay. Dạ vô đó cô đánh ra. Dạ. Đánh nó giật bật nó ra gì đâu. Khó bụi. Dạ. Giá lỡ nằm dưới nè. Riêng cái khoảng nước đá này đây là mình rất là thích nè. Ly là lúc nào phải uống ly mới ra, đâu vô ly à. Cái ly nào uống rồi là bắt đầu đưa vô rửa sạch sẽ rồi mới đưa ra. Xong rồi ha. Hai mẹ con giờ xong rồi đó. À, ba bà con luôn. Dễ thương chưa? Đây là cái phần cho nước vô nè. Bình 5 lít mà một ngày giờ là khoảng 50 bình. Tên kênh anh là gì anh? Anh về anh đăng ký cho anh. Phố Bụi. Phố Bụi hả? Dạ. Tên đẹp quá ta. Anh đang ở đây được lâu chưa anh? Mới đây à? Mới đây hả? Dạ, cái tay ngồi chậm xe bít á, ăn lâu lắm hả? Dạ hả? Wow. Yeah. Em nói chị Nguyệt. Em nói chị Nguyệt rồi là để dành cho em. Mấy chị ở đây rất là vui tính luôn. Cứ lai rai lai rai có người vô vậy ha, không có không đông đâu ha, ai vô được ăn liền nè. À, thích cái gì kiểu đó đó. Có mì cái gì A1 và Kukumi thì cái loại đó là một gói kèm thêm một cái loại khác, còn nữa là cái nào có thể ăn được hai ba loại vậy đó, hai ba gói vậy đó.
quá. Tiểu đàn quá em, tiểu đàn quá.